Chào mọi người nhé, hôm nay mình giới thiệu với các bạn hai tác phẩm Hoàng Thảo Kèn của rừng Lai Châu. Đây là những cây kèn từ đầu năm người dân mang trực tiếp về cho mình. Đây, như giò như này, sau 9 tháng phát triển khá là tốt. Giò này có 13 thân tư, thân đang chở hoa, cây đã đứng ngọn, dễ phát triển khỏe mạnh. Giá một giò như này thì có giá là 2.600.000 đồng. Và đây là tác phẩm thứ hai, Hoàng Thảo Kèn. Đây cũng là người dân mang về từ đầu mùa, khi đang có hoa, người ta khai thác cũng khá nhiều. Đấy. 22 ngọn, rất là khỏe mạnh. Rêu phong, đây là giá thể của cây rừng tự nhiên. Ngoài tự nhiên, cây kèn và các loại hoàng thảo thì rất thích bám vào những cái giá thể như thế này. Thoát nước rất là tốt, chung là để mà nó điều kiện thì ẩm biết là đạt yêu cầu. Đấy, các bạn có thể vào mùa mưa như Lai Châu là mua tới tận từ tháng 4 đến tận bây giờ vẫn còn mưa rải rác, mà có những tháng mưa tới 2 tháng liền không ngớt. Đấy, đây là nhưng cây này vẫn vẫn trụ, mọi người cứ bảo ấy, nhưng chứng tỏ là cái giá thể của họ, cái này rất thoát nước rất là tốt. Cái giò 22 ngọn này, anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0987829002. Một giò như này là 6.600.000 đồng các bạn nhé. Đây, thân dài nhất thì cũng được khoảng 70 phân rồi. Đây các bạn nhìn này. Đấy. 70 phân rồi. Thân ngắn nhất thì chắc chỉ có khoảng 4-5 thân nhỏ nhỏ thôi. Thì nó khoảng độ 15 phân. Đấy. Còn lại là toàn 30-40 phân hết. Rất là khỏe, rất là đẹp. Đây các bạn nhìn này. Bản lá rất là to. Đấy. Đây. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Nói chung là một giò kèn như này thì có giá 6.600.000 đồng là rất là hợp lý. Ở ngoài thị trường hiện tại thì bây giờ một cái thân 70 là có giá là 10.000 một cm các bạn nhé. Không có giá như của vườn mình đâu. Vườn mình thì thực ra là mình muốn